Chú ơi cho Miki. Miki. Còn lì nữa Miki. Miki. Không có buồn ngủ đâu nha. Đang chạy tội đó, đang giả đò ngủ để chạy tội đó, cái mặt lì lắm luôn á, cái mặt lì luôn nè 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 nè. Đó đó đó, ngồi gỡ nữa không? Không biết sợ là gì. Nè nè. Gối đầu trong cục giấy ngồi miết cả ngày luôn. Giữ cục giấy, giữ tay vô cục giấy, không phải ngủ gục đâu, nghe chưa? Thả ra là phá, nghe chưa? Không phải ngủ gục đâu. Nhìn vô đây, nhìn vô đây. Ăn là sắm cho cái chỗ ăn là ngồi trên bàn, nhưng mà cái bàn cũng không thèm ngồi, trèo lên người á ngồi. Bây giờ ngồi đó ngủ gục luôn đúng không? Bị phạt là ngồi ngủ gục luôn đúng không? Miki. Miki đang bị phạt nha mọi người. Ngồi ngủ gục luôn đúng không? Làm gì á? Làm gì? Làm gì? Mày im đó, mày im đó. Không có nịnh nọt gì hết trơn á. Miki con làm gì á? Mình đang phạt Miki đây nha mọi người. Miki rất là nghịch ngợm, Miki phá hết cuộn giấy này, cho nên là mình phải phạt Miki ngồi ôm cái cuộn giấy. Nhưng mà đang là có ý định này là giữa trò đây, nghe chưa? Nghe chưa? Ghê gớm lắm, nghe chưa? Nghe chưa? Ngồi đây, bây giờ bắt phạt ôm cái cục giấy ngồi cả ngày luôn, nghe chưa? Coi Miki này mọi người. Miki ăn vạ đây mọi người. Miki chối tội đây nghe mọi người. Đây, ở đây. Đây, ngủ thì gối đầu lên cục giấy ngủ đi. Không đi đâu hết trơn á. Ngồi đây. Ngồi tay lên. Đây lên này. Này, ngồi đó. Bây giờ làm sao? Ăn năn chưa? Còn lì nữa không Miki? Miki còn lì nữa không? Cái tội là kêu không biết nghe lời nè. Tội kêu không nghe lời nè. Cái tội nghịch ngợm nè. Cái mặt này, cái mặt là sợ đòn nhưng mà lì rồi vẫn cứ lì nha. Bị phạt là ngồi ngủ gục luôn, nghe chưa? Nghe chưa? Nghe đây, ôm cái cục giấy đi, còn phá nữa không? Chưa chưa?
răn đe mới được chứ. Làm gì? Nheo nheo chớp chớp cái gì? Khi ngồi ngủ gục luôn đó. Mà phải phạt cho lần sau biết sợ nha. Không sợ là không nghe lời đâu nữa chứ. Để tay lên này. Tay để lên đây. Làm gì đây? Ai cho dựa ra đây? Bây giờ lại bị phạt có ăn có ngủ cũng ngồi im chỗ đó nghe chưa? Thấy chưa? Nheo nheo giỡn gì? Giỡn gì? Nghiêm đó, nghiêm đó. Giả đò phải không? Tôi mà nhích cái đít đi là chạy theo đúng không? Bỏ đây. Bỏ tay ra đây. Im cái tay đó. Bắt Miki ngồi là Miki ngủ nha mọi người. Nhưng mà mình đi là cô bé mở mắt và chạy theo ngay luôn nha. Nghe chưa? Ai cho múc tay? Đang bị phạt mà ai cho múc tay? Đang bị phạt nghe chưa? Yeah.